Xin chào cả sáng cả nhà ơi. Hôm nay Tina chúc cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào nha, an khang thịnh vượng nha. Hello my lovely friends, for the new day I wish you the best and the happiness to you, to you, to your family. Today me and my sister went out and have something to eat. So I just want to share with you the, I think today this is a it's called phở Việt, phở Việt. It's in Philadelphia. It's a big menu here. So we're going to look inside, see what we like. Cả nhà ơi, hôm nay Tina cũng nhân dịp đi ra ngoài thành phố Phila. Chị Tina đây. Thì Tina cũng ghé một cái tiệm tên là tiệm phở. Cả nhà ơi, khi cả nhà đến Phila cũng đừng quên là ghé tiệm phở Việt nha cả nhà, để thưởng thức nha. Tiệm ở đây đồ ăn rất là ngon nha cả nhà. Thì đây là có một cuốn, trời ơi, một cuốn luôn, một cuốn menu đây luôn. Tới mặt sức mà dở ra mà xem coi món gì ăn nha cả nhà. Ok, bây giờ Tina sẽ dở ra, Tina coi ăn gì đây. Đây là có bánh mì nè, có phở nè, có bún nè, trời ơi quá trời nhiều đồ ăn luôn cả nhà ơi. Dắt sáng mà ở đây rất là đông người rồi, nhưng mà Tina chỉ đặt máy ở đây thôi, quay cả hai chị em mình thôi. My friend, if you ever went to Philadelphia, don't forget to stop at Phở Việt. It's a big menu here. And there's a lot of popular food in here. So let's look, see what I like. Okay, ăn gì đây? Quá chừng luôn, it's a lot. My friend, look, so many. Nhiều quá luôn nghe cả nhà. Ôi quá trời luôn, quá chừng luôn cả nhà ơi. My friend look, big menu here to choose, a lot to choose here. It's early in the morning, I think I want something hot. So, okay, phở hả? Thôi ăn tô phở đặc biệt đi. Cả nhà ơi, dắt sáng ăn phở cho nóng nha cả nhà. Thì thôi giờ hai chị em của Tina chỉ ăn phở thôi. Dạ. Nhưng mà rất là nhiều đồ ăn luôn cả nhà ơi. My friend is a lot. A lot of food in here. So it's so much to choose. Oh, hot tea. Yeah, cheer. Rồi đây trà nóng nha cả nhà, mời cả nhà nha. Hot tea. Cả nhà ơi, giáp sáng ở đây nhưng mà rất là đông rồi, nhiều người rồi, ăn phở luôn, giáp sáng ăn phở cho nó ấm nha cả nhà. Đây là Tina coi là phở Việt, đây là có số điện thoại rồi luôn nha cả nhà. Đây số điện thoại và tên phở Việt ở tại Phila nha cả nhà, nếu gần chợ Bến Thành nha cả nhà. Nếu như cả nhà mình có ngang qua đây thì đừng nhớ ghé qua phở Việt nha, rất là ngon. Nói chung là ở Phila này rất là nhiều người Việt luôn, nhưng mà tiệm rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay Tina ghé tiệm phở này để thưởng thức một tô phở. Cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Chị muốn order đừng nói. Dạ. Bây giờ order được rồi đó anh. Thấy. Dạ anh. Trời mấy. Trời ơi cả nhà ơi, anh này rất là dễ thương nha, anh này đang làm waiter. Anh ơi cho chắc là hai giác sáng thì ăn phở thôi, cho hai đứa em hai tô phở, nhưng mà em tô nhỏ thôi, phở đặc biệt. Dạ, dạ nhỏ đi anh. Dạ, tại vì cũng giữ eo, ăn nhiều quá sợ lên tivi mắc cỡ.
Có uống gì không chị? Chị uống gì không? Đâu uống gì không? À, thôi chắc phở không đi em, bây giờ uống trà thôi. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Thank you. Xong rồi ạ. Cái nhà giáp sáng rất là đông nha cả nhà. Có người vô người ra, người vô người ra. Trời, cả nhà ơi, trong tiệm phở này là đều có đồ ăn vặt luôn nghe cả nhà. À, vừa ngồi ăn phở mà vừa có thể là mình mua đồ đem về nhà ăn luôn nghe cả nhà. Đây là có đầy đủ luôn. Ở đây là Thu Lan nghĩ là bánh bao nè. Đó, bánh bao. Rồi đây là có bánh chả lụa với lại hem chả lụa, bánh chả lụa. Đây đầy đủ luôn cả nhà ơi. Rất là ngon luôn, quá trời đồ luôn cả nhà. Khi ngồi ăn phở hay ăn bún hay bất cứ ăn gì xong rồi có thể là mình mua đồ đem về nhà luôn. My friends, this phở restaurant they have including fast food to go, so after you eat you can pack and you know buy and go home and eat as well. So there's a lot of dessert here. Wow, so many. Wow, bánh này bánh gì đây, ngon quá. Oh, bánh này giống như bánh ít hay bánh gì cả nhà ơi. Wow, too hot. A lot. Nhà hàng rất là tăng trang, rất sạch sẽ, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Sáng là rất là đông nghe cả nhà. Wow, cả nhà ơi, trời, hai tô phở rất là ngon quá cả nhà ơi. Wow, cả nhà ơi, đây là tô phở rất là ngon nha. Đó, chị bột trộn lên đi. Ngon quá, my friend, look at some dishes. Phở here. They have a tender beef, meatball. It's a special phở. Cả nhà ơi, đây là tô phở đặc biệt. Tina kêu nha, đây là loại tô nhỏ nha cả nhà. Đó, đây là tô phở của chị của Tina đây. Nhìn rất là ngon. À, đây là bên này là của Tina. Đó. Wow. Đây là một tô phở nóng nha cả nhà rồi.
Okay, let's see. Gầu nè, gân nè, mít bò, quá chừng luôn. My friends look so good, the phở bò, tenders, mít bò, a lot of stuff, beef in here, it's all about beef. Quá trời đông khách rồi cả nhà ơi. Mới nhưng mà đông khách dữ lắm rồi. Thank you.
đại biểu luôn hả? Bên đây mà nó lớn thì nó lớn như lắm. Lãi nào bao nhiêu? Spicy, spicy. My friend, I still have a lot left, but I cannot finish anymore because you know I had coffee this morning and you know my stomach is full. But this is my first time to stop here to try phở, but it's so good and yummy. So okay, cả nhà ơi, một lần nữa Tina xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Tina sẽ gặp cả nhà video kế tiếp. Hello my lovely fan, thank you so much for your time and watching. I love you all. I will see you next video. Bye.